con yêu quý, năm học này chúng mình đã là học sinh lớp 1 rồi. Thật là vui mừng phấn khởi khi chúng ta đã lớn hơn một chút, đã trở thành một học sinh của trường tiểu học. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên chúng ta chưa thể đến trường. Chúng ta chỉ có thể quan sát ngôi trường thân yêu của mình qua màn ảnh nhỏ. Để khám phá những điều thú vị trong môn học âm nhạc, hôm nay chúng ta cùng thực hiện chủ đề 1, âm thanh kỳ diệu. Và phần thứ nhất sẽ là thưởng thức âm nhạc. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Vào một ngày đẹp trời, cô giáo khóa son và các bạn Đô, Rê, Mi đi tham quan khu rừng kỳ diệu. Trên đường đi vào rừng, Đô, Rê, Mi nhìn thấy bên cây cổ thụ có những khóm hoa màu sắc rực rỡ cùng những chú bướm xinh xinh đang bay lượn. Đi sâu vào khu rừng, Đô, Rê, Mi nghe thấy rất nhiều âm thanh vang lên. Tiếng chim hót, tiếng ngự hí và cả tiếng suối chảy. Từ phía xa, một chú bé ngồi bên gốc cây đang thổi sáo. Doremi say sưa lắng nghe. Các con yêu quý, chúng ta vừa được nghe rất nhiều âm thanh. Tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng ngựa hí là những âm thanh có trong tự nhiên. Còn âm thanh âm nhạc chính là những âm thanh do con người tác động vào. Đó là tiếng sáo trúc chúng ta vừa lắng nghe đấy. Các con nhớ nhé. Như vậy, chúng ta vừa kết thúc hoạt động 1, thưởng thức âm nhạc. Tiếp theo, cả lớp mình cùng bước sang hoạt động 2, học hát bài Vào rừng hoa, nhạc và lời Việt Anh. Bây giờ, cô mời cả lớp mình cùng lắng nghe bài hát mẫu. Chia bài thành 4 câu hát. Bây giờ cô giáo sẽ đọc lời. Chúng ta cùng đọc sau cô luôn nhé. Câu 1. Cầm tay nhau cùng đi chơi, đi khắp nơi hái bông hoa tươi. Chúng ta cùng đọc nào. Câu 2. Vào đây chơi, rừng hoa tươi, chim líu lo hót nghe vui vui. Câu 3. Vào rừng xem hoa,
nghe tiếng chim rừng reo ca. Câu 4. Tìm vài bông hoa cùng hái đem về nhà. Mời cả lớp cùng tập hát. Câu hát thứ nhất. Cầm tay nhau cùng đi chơi, đi khắp nơi hái bông hoa tươi. Chúng ta cùng lắng nghe các bạn hát mẫu. Cầm tay nhau cùng đi chơi, đi khắp nơi hái bông hoa tươi. Chúng ta nghe lại lần nữa nhé. Cầm tay nhau cùng đi chơi, đi khắp nơi hái bông hoa tươi. Chúng ta cùng hát nào. Cầm tay nhau, 1, 2. Chúng ta hát lại lần nữa nhé. Cô cảm ơn cả lớp. Chúng ta tiếp tục với câu hát thứ hai. Vào đây chơi, rừng hoa tươi, chim líu lo hót nghe vui vui. Chúng ta cùng lắng nghe các bạn hát mẫu. Vào đây chơi, rừng hoa tươi, chim líu lo hót nghe vui vui. Chúng ta nghe lại lần nữa nhé. Vào đây chơi, rừng hoa tươi, chim líu lo hót nghe vui vui. Chúng ta tập hát nào. Vào đây chơi, 1, 2. Chúng ta hát lại lần nữa nhé. Chúng ta nghe hát câu 1 và câu 2 với nhau nhé. Cầm tay nhau cùng đi chơi, đi khắp nơi hái bông hoa tươi. Vào đây chơi, rừng hoa tươi, chim líu lo hót nghe vui vui. Chúng ta cùng hát nào. Cầm tay nhau, 1, 2. Và đây là câu hát thứ ba. Vào rừng xem hoa, nghe tiếng chim rừng reo ca. Chúng ta cùng lắng nghe các bạn hát mẫu. Vào rừng xem hoa, nghe tiếng chim rừng reo ca. Chúng ta nghe lại lần nữa. Vào rừng xem hoa, nghe tiếng chim rừng reo ca. Cô mời cả lớp cùng hát câu hát thứ ba. Vào rừng xem hoa, 1, 2. Chúng ta hát lại lần nữa nhé. Cô cảm ơn cả lớp. Đây là câu hát thứ tư. Tìm vài bông hoa cùng hái đem về nhà. Chúng ta hãy nghe các bạn hát mẫu. Tìm vài bông hoa cùng hái đem về nhà. Lớp mình nghe lại lần nữa nhé. Tìm vài bông hoa cùng hái đem về nhà. Chúng ta cùng tập hát nào. Tìm vài bông hoa, 1, 2. Chúng ta hát lại lần nữa nhé. Tìm vài bông hoa, 1, 2. Chúng ta cùng lắng nghe các bạn hát ghép hai câu thứ ba và thứ tư với nhau. Vào rừng xem hoa, nghe tiếng chim rừng reo ca. Tìm vài bông hoa cùng hái đem về nhà. Chúng ta cùng hát nào. Vào rừng xem hoa, 1, 2.
Vậy là chúng ta đã học xong bài hát Vào rừng hoa rồi. Bây giờ cô mời cả lớp cùng ôn lại toàn bài trên nền nhạc đệm nhé. Mình sẽ học hát và vỗ tay đệm theo phách. Chúng ta quan sát trong bài thấy có rất nhiều bông hoa. Cứ một bông hoa đỏ lại đến một bông hoa vàng. Bông hoa đỏ tương ứng với lời ca nằm ở phách mạnh, chúng ta vỗ tay mạnh. Bông hoa vàng tương ứng với lời ca ở phách nhẹ, chúng ta sẽ vỗ tay nhẹ hơn. Cứ lần lượt như vậy, chúng ta sẽ thực hiện đến cuối bài. Cả lớp mình quan sát và lắng nghe cô giáo làm mẫu nhé. Mình cùng hát kết hợp vỗ tay theo phách nào. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai hoạt động của tiết học thứ nhất rồi. Cuối bài là hai câu hỏi. Câu 1. Trong bài hát, các bạn nhỏ đang cùng nhau làm gì? Câu 2. Các bạn nhỏ đã nghe thấy âm thanh nào trong rừng hoa? Ở nhà, chúng ta hãy dành thời gian ôn luyện bài hát Vào rừng hoa cho thật tốt nhé. Cùng suy nghĩ để trả lời hai câu hỏi trên cho thật chính xác. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con!